Bình Dương là địa phương không sử dụng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách trung ương trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng với sự nỗ lực đầu tư của tỉnh, sự chung tay đóng góp của doanh nghiệp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương đạt kết quả tích cực. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương là hơn 10.471 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm gần 50%, còn lại là vốn doanh nghiệp, vốn cộng đồng dân cư, vốn tín dụng và vốn huy động từ các nguồn khác. Đặc thù của tỉnh là không bố trí vốn riêng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn theo phân cấp ngân sách cho cấp huyện. Tổng mức vốn phân bổ và huy động trong năm 2021-2022 là hơn 4.844 tỷ đồng. Với sự đầu tư linh động, liên tục, có hiệu quả, cùng với sự đồng lòng góp sức của nhân dân, các vùng nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, Bình Dương đã có 29 trên 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một huyện, hai thị xã đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Đảng ủy, ủy ban là phát động tuyến đường thì người dân đã đồng tình là hiến đất để làm có con đường khang trang và tiện lợi trong cái việc giao thông mà lưu thông hàng hóa nông sản. Được cấp trên đầu tư hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn của thành hội để phục vụ cho cái việc sản xuất nông nghiệp của người dân, hoàn thiện và nhân rộng các cái tuyến đường gương mẫu để làm cho địa phương thành hội trở thành một nơi lý tưởng đáng sống. Từ nền tảng đạt được, tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 có 100% với 41 trên 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 24% với 10 trên 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời rà soát thực hiện đối với các thị xã đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tiếp tục đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu đối với thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Triển khai tuyên truyền mạnh trong các tiêu chí nhằm làm sao đảm bảo được về nâng chất các tiêu chí thực chất, đảm bảo về cái thu nhập đời sống của người dân được nâng cao, trong đó là có cảnh quan môi trường được là đảm bảo cũng như là toàn diện trong cái tiêu chí mà của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra. Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn với thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020. Hoàn thành xây dựng thí điểm làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên và nhân rộng đối với các xã còn lại, đồng thời hoàn thành việc thực hiện thí điểm đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện đối với huyện Bầu Bàng và nhân rộng đối với các địa bàn còn lại phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.